Xin chào anh em đã quay trở lại với Cà Phê Nhân Phẩm. Trong lúc chúng ta đang dài cổ chờ đợi cập nhật phiên bản 10.4, nơi có sự trở lại của Bangkok, thì hãy cùng với tụi mình tìm hiểu một số thông tin thú vị trong video ngày hôm nay. Câu hỏi đặt ra đơn giản thôi. Trong tất cả các quân cờ Lux nguyên tố, Lux nào là mạnh nhất? 3 giây cho anh em suy nghĩ và trả lời đi ạ. 1, 2, 3. Anh em đã có câu trả lời chưa? Nếu chưa thì hãy cùng đến ngay với nội dung chính thôi. Đầu tiên thì để trả lời câu hỏi này, hãy cùng điểm qua lại một chút thông tin về Lux. Cho đến thời điểm hiện tại, Lux vẫn là quân cờ đắt tiền nhất trò chơi với 7 vàng để có thể mua được và đồng thời có 10 nguyên tố Lux khác nhau. Lần lượt có thể kể đến là Lux gió, Lux ngọc, Lux sét, Lux rừng, Lux băng, Lux lửa, Lux ánh sáng, Lux nước, Lux bóng tối và Lux thép. Mỗi con Lux đều có kèm theo hệ thế thần, tức bạn có thể nhân đôi nguyên tố mà Lux đang có trên bàn cờ. Dù là Lux gì đi chăng nữa thì kỹ năng của chúng cũng sẽ giống nhau, đó chính là chiêu thức cầu vồng tối thượng. Khi sử dụng thì Lux sẽ bắn ra một tia năng lượng theo đường thẳng, gây 550, 900, 9999 sát thương theo cấp độ sao lên tất cả các đơn vị chúng phải. Đồng thời với mỗi đơn vị Lux tiêu diệt được, cô nàng sẽ được hồi phục 50 năng lượng. Cái này chắc ít ông nào biết đúng không ạ? Ok, kỹ năng, các nguyên tố của Lux đã rõ rồi. Vậy bây giờ để trả lời cho câu hỏi quan trọng rằng nguyên tố Lux nào là mạnh nhất, thì anh em phải đi vào từng tình huống cụ thể. Trước khi bước vào phần giải thích, thì tất cả các ví dụ sau đây đều được quy về Lux tầm 1 đến 2 sao, không có trang bị nào trong người, cho anh em dễ so sánh nha. Trường hợp 1, hãy tưởng tượng anh em đang ở level 8 với 8 cờ trên bàn. Các hệ và nguyên tố đã kết hợp đầy đủ với nhau. Việc cần làm bây giờ là up lên 9 rồi bỏ thêm một quân cờ lên nữa thôi. Vậy câu hỏi đặt ra ở đây là nếu đặt một quân Lux độc lập trên bàn, không tác động đến các nguyên tố khác đang có, thì Lux nào mạnh nhất? Câu trả lời chính là Lux nước. Bởi khi đặt Lux nước trên bàn cờ, anh em có thể có thêm 2 nước nữa. Điều này giúp cho cả đội hình của bạn được tăng thêm khả năng hồi 10 năng lượng mỗi 4 giây, giúp các quân cờ được hồi mana nhanh hơn và thi triển chiêu thức lẹ hơn, bao gồm cả Lux. Rõ ràng các pha giao tranh về cuối trận, ai lên năng lượng trước, dùng chiêu trước sẽ chiếm thế thượng phong, nên Lux nước là sự bầu chọn số 1 cho anh em nếu muốn tìm một nguyên tố độc lập có thể tạo ảnh hưởng tốt lên bàn đấu. Vị trí số 2 chính là Lux gió. Khi có Lux gió trên bàn cờ thì cả hạ đội của bạn sẽ có thêm 2 gió, giúp toàn bộ đồng minh có thêm 20% tỷ lệ né tránh xuyên suốt giao tranh, bao gồm cả Lux. Tuy nhiên chính vì đây là tỷ lệ theo phần trăm nên nó không ổn định. Hên thì bạn sẽ né được nhiều, xui thì có khi chả né cái nào. Thế nên nước vẫn ổn định hơn và mình chỉ xếp Lux gió ở vị trí số 2 trong trường hợp này mà thôi. Trường hợp thứ 2, trên bàn cờ của bạn có một số nguyên tố nhất định. Việc bổ sung Lux sẽ giúp cho nguyên tố đó được hoàn thiện và gia tăng thêm chất lượng. Kiểu như anh em đã có 4 lửa, thêm một Lux lửa nữa thì sẽ có 6 lửa, hay đã có 7 lửa, thêm một Lux lửa nữa là 9 chẳng hạn. Vậy trong tình huống này thì đâu là nguyên tố Lux mạnh nhất? Vị trí số 1 chắc chắn phải là Lux rừng. Nếu anh em đang có sẵn 4 rừng trên bàn cờ, dễ hiểu thôi, 2 luôn lớn hơn 1 đúng không nào? Với việc hoàn thiện bộ 6 rừng thì khi bắt đầu trận đấu, bạn sẽ có 2 quân Lux trên bàn cờ. Và nếu như không tính đến việc Lux có trang bị như đã nói ở trên, thì 2 cầu vồng tối thượng diễn ra cùng một lúc luôn hiệu quả, cả về mặt sát thương lẫn hiệu ứng hình ảnh nữa. Tuy Lux rừng dẫn đầu trong trường hợp này, thế nhưng không dễ gì điều này xảy ra trong thực chiến, bởi chơi đội hình rừng luôn cần nhân phẩm rất cao và gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên nếu có dịp thì anh em cứ thử như mình thôi, vô cùng mạnh đấy ạ. Vị trí số 2 sẽ là Lux lửa trong đội hình lửa và Lux bóng tối trong đội hình bóng tối. Nếu như Lux lửa, ngoài việc gây sát thương bằng kỹ năng, sẽ tiếp tục đốt sát thương bằng các ô lửa trên bàn cờ theo chiều kỹ năng thi triển, lên tới 250% khi đủ 9 lửa, thì Lux tối sẽ gây sát thương chất lượng ngay trong kỹ năng và đòn đánh thường luôn, lên tới 165% ngay khi trận đấu bắt đầu trong 6 giây, và tiếp tục được duy trì nếu hạ gục được mục tiêu. Điều vô cùng dễ thực hiện với cầu vồng tối thượng. Mình thì thích Lux bóng tối hơn, bởi khi không cần tới 6 bóng tối, chỉ cần một bóng tối có sẵn trên bàn cờ từ trước, rồi đem Lux bóng tối lên, thì chúng ta sẽ có 3 bóng tối vô cùng chất lượng rồi. Tùy vào việc anh em đã có lửa hay bóng tối mà xách Lux lên sao cho phù hợp nha. Vị trí số 3 chính là Lux ánh sáng. Khi có Lux ánh sáng thì nếu anh em đã có sẵn 7 ánh sáng rồi, thì 9 ánh sáng sẽ được kích hoạt.
giúp cả đội có thêm 60% tốc độ đánh mỗi khi có một quân cờ ánh sáng bị hạ gục, tức gấp đôi năng lượng tốc độ đánh so với 6 ánh sáng. Tuy nhiên vì đây là tốc độ đánh chỉ tác động giúp cho việc tung chiêu được nhanh hơn, nên mình xếp Lux ánh sáng ở vị trí số 3 so với các Lux còn lại. Các nguyên tố Lux còn lại cũng sẽ giúp hoàn thiện đội hình mà bạn đang có. Tuy nhiên hiệu quả của chúng không quá nổi trội so với các nguyên tố Lux mình vừa phân tích ở trên. Thế nên chúng ta sẽ không đưa vào đây và xếp chúng đồng hạng tư nha. Như vậy thì tổng kết lại, chúng ta sẽ có một xếp hạng thứ tự nhỏ nhỏ như sau. Trường hợp sử dụng Lux độc lập. Vị trí thứ nhất là Lux nước, thứ hai là Lux gió. Trường hợp sử dụng Lux theo nguyên tố đang có thì vị trí thứ nhất sẽ là Lux rừng, đồng hạng 2 sẽ là Lux lửa và Lux bóng tối, và thứ ba là Lux ánh sáng. Như vậy thì hôm qua video, anh em có thể biết được Lux nào mạnh nhất, Lux nào yếu để có thể biết cách sử dụng rồi đúng không nào? Lux là một quân cờ không hề rẻ, thế nên việc biết đâu là Lux nguyên tố hiệu quả sẽ giúp cho anh em gia tăng thêm tỷ lệ chiến thắng, đạt top cao trong trò chơi này hơn rất nhiều đấy ạ. Đừng quên like, share nếu thấy video này hữu ích, và cũng nhớ subscribe và ấn chuông thông báo kênh để ủng hộ ekip tụi mình nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.